Israel cảnh báo đáp trả khốc liệt sau vụ thủ lĩnh Hamas bị ám sát. Chỉ huy của Hezbollah bị Israel tuyên bố tiêu diệt là ai? Quân đội Nga giành được lợi thế đáng kể ở Adipka. Nga tấn công Ukraine trong đêm, nhiều tiếng nổ vang khắp Kiev. Lực lượng an ninh thừa nhận lỗi trong vụ ám sát hụt ông Donald Trump Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh youtube chính thức của báo điện tử VTC News Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới được chúng tôi liên tục cập nhật Sau đây là nội dung chi tiết Theo tờ Telegraph của Anh, vụ thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ngay tại thủ đô Tehran đang khiến vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC sốc và phẫn nộ. Nói với Telegraph, một quan chức IRGC cho biết, tất cả các chỉ huy cấp thấp và cấp cao của IRGC đều rất sốc và đang cân nhắc các lựa chọn đáp trả. Cũng theo quan chức này, phương án đáp trả không liệt hơn cuộc tấn công hồi tháng 4 năm nay đang được cân nhắc và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra nếu có xác nhận rằng chính quyền Israel đứng sau vụ việc. Quan chức IRGC nói, họ có thể đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Hãng thông tấn Fars thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC công bố những thông tin chính thức đầu tiên về vụ ám sát ông Haniye, xác nhận cuộc tấn công xảy ra vào khoảng 2 giờ sáng 31 tháng 7, tức 7 giờ 30 phút giờ Hà Nội, khi ông đang lưu trú trong khu nhà đặc biệt dành cho cựu binh nằm ở phía bắc thủ đô Tehran. Báo cáo sơ bộ cho thấy một quả đạn dẫn đường từ trên không đánh trúng khu nhà, song giới chức Iran cần điều tra thêm chi tiết vụ ám sát. Truyền thông Liban dẫn nguồn tin từ Hezbollah cho hay đây là tên lửa được khai hỏa bên ngoài biên giới Iran. Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo kẻ ám sát ông Haniyeh sẽ chịu hậu quả tương xứng. Phản ứng trước thông tin thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát tại Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov gọi đây là vụ ám sát mang tính chính trị sẽ làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Hãng thông tấn Erya Novosti dẫn lời ông Bogdanov cho hay đây là một vụ ám sát chính trị hoàn toàn không thể chấp nhận được, chắc chắn sẽ dẫn tới sự gia tăng căng thẳng hơn nữa. Thứ trưởng Ngoại giao Nga đồng thời lưu ý rằng cái chết của ông Haniye sẽ gây tổn hại tới các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ lên án vụ ám sát ông Haniye, cáo buộc hành động này nhằm mục đích mở rộng xung đột giải Gaza ra phạm vi khu vực và cho rằng Israel đứng sau sự việc. Cơ quan này ra tuyên bố, một lần nữa, chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã thể hiện không có ý định hướng tới hòa bình. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cũng cực lực lên án vụ giết hại thủ lĩnh Hamas, gọi đó là sự ám sát hèn nhát. Theo Reuters, các nhóm người Palestine đang kêu gọi biểu tình rầm rộ sau vụ việc. Đài Al Jazeera dẫn lời giáo sư Hassan Barari tại Đại học Qatar cho biết ông không ngạc nhiên trước vụ ám sát ông Haniye. Đây là chính sách đã được công bố của Israel. Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nói rằng ông sẽ nhằm vào các lãnh đạo Hamas bên trong hoặc bên ngoài Gaza, chuyên gia này phân tích. Tuy nhiên, ông Barari cho rằng Israel đã đi quá xa khi nhắm vào ông Haniye ở Tehran. Về phần Mỹ, hãng tin CNN dẫn thông báo từ Nhà Trắng cho biết Washington đã nắm được các báo cáo liên quan tới vụ việc. Phát ngôn viên nhà trắng nói, nhà trắng đã nhận được báo cáo về việc thủ lĩnh chính trị của Hamas, ông Ismail Haniyeh thiệt mạng tại Iran, tuy nhiên người này từ chối bình luận thêm. Cùng thời điểm, khi được hỏi về thông tin vụ ám sát thủ lĩnh Hamas, Haniyeh tại Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Lloyd Austin cho biết, ông không có thông tin bổ sung nào để cung cấp cả. Tuy nhiên, ông Austin lưu ý rằng, một cuộc xung đột mở rộng ở Trung Đông không phải là điều không thể tránh khỏi và Mỹ đang tìm cách làm dịu căng thẳng gia tăng trong khu vực. Hiện tại, một nhóm tàu chiến Mỹ, bao gồm tàu USS Watts, USS New York và USS Oak chở theo 2.500 binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ, đang tiến tới bờ biển Liban trong bối cảnh Israel vừa tiến hành vụ tấn công vào thủ đô Beirut để đáp trả cuộc tấn công của Hezbollah và cao nguyên Golan. Israel cho biết nước này vẫn đang đánh giá tình hình vụ ám sát ông Hanie, tuy nhiên hiện chưa có thay đổi nào trong chính sách phòng thủ trong nước. một quan chức mỹ cho biết washington vừa thực hiện một đợt không kích ở iraq để tự vệ cuộc không kích diễn ra trong bối cảnh tình hình khu vực đang cực kỳ căng thẳng sau vụ tấn công của israel vào beirut mà israel tuyên bố đã loại bỏ chỉ huy cấp cao nhất của lực lượng hezbollah chưa rõ cuộc không kích của mỹ có phải đã gây ra các vụ nổ tại một căn cứ ở phía nam baghdad của lực lượng động viên nhân dân iraq hay không đây là lực lượng an ninh chính thức trong đó có một số nhóm vũ trang thân thiết với iran theo các nguồn tin cảnh sát và y tế các vụ nổ đã làm hại 4 người và khiến 3 người khác bị thương. Trong tuyên bố đưa ra sau các vụ nổ, lực lượng động viên nhân dân không cáo buộc bên nào phải chịu trách nhiệm. Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết, Washington thực hiện cuộc tấn công vì mối đe dọa nhằm vào lực lượng liên quân đóng tại Iraq. Quan chức này không nói về bất kỳ thương vong nào. Đây là cuộc không kích đầu tiên của Mỹ tại Iraq, được biết đến kể từ tháng 2 năm nay, khi quân đội Mỹ tiến hành hàng loạt vụ không kích tại Iraq và Syria nhằm vào hơn 85 mục tiêu liên quan đến lực lượng vệ binh cách mạng Iran và các lực lượng dân quân thân Tehran. Giữa tháng 7 vừa qua, nguồn tin quân sự từ Iraq cho biết hai thiết bị bay không người lái có vũ trang đã nhắm mục tiêu vào căn cứ không quân Ain Anasat của Iraq ở miền Tây nước này. Căn cứ này cũng là nơi có lực lượng Mỹ và các lực lượng quốc tế khác đồn trú. Các nguồn tin cho biết không có thương vong nào được báo cáo. Đây là lần đầu tiên xảy ra vụ tấn công chống lại lực lượng Mỹ ở Iraq kể từ đầu tháng 2 vừa qua. Theo một sĩ quan quân đội Iraq, trước vụ việc, máy bay trực thăng của Mỹ đã xuất hiện ở không phận của căn cứ này và các khu vực xung quanh. Trong khi đó, lực lượng của Iraq tăng cường cảnh giác. Kể từ khi xảy ra cuộc xung đột giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel tại giải Gaza, một nhóm vũ trang mang tên Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq thường tiến hành tấn công bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái nhắm vào các căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú ở Iraq và Syria. Mỹ hiện duy trì 900 binh sĩ ở Syria và 2.500 quân ở nước láng giềng Iraq. Nước này cho biết đang thực hiện sứ mệnh cố vấn và hỗ trợ các lực lượng địa phương nhằm ngăn chặn sự trỗi dậy của tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng. Theo tờ Politico của Mỹ ngày 30 tháng 7, chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết lo ngại về một cuộc xung đột lớn hơn giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban nổ ra là phóng đại, ngay cả khi một số quan chức Israel báo hiệu rằng hành động trả đũa có thể sớm xảy ra. Israel và Mỹ đã đổ lỗi cho Hezbollah về một cuộc tấn công vào cuối tuần khiến hàng chục trẻ em thiệt mạng tại Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Hezbollah đã phủ nhận mọi sự liên quan. Vào đêm 28 tháng 7, nội các an ninh của Israel đã trao quyền cho thủ tướng Benjamin Netanyahu và bộ trưởng quốc phòng Yoav Gallant thực hiện một cuộc tấn công quân sự để đáp trả. Các quan chức cấp cao của Israel đang công khai sử dụng ngôn từ mạnh mẽ để cảnh báo Hezbollah rằng giao tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Floyd Hassan Nahum, đặc phái viên của Israel về các vấn đề đối ngoại, cho biết trong một tin nhắn văn bản rằng chúng ta đang ở bờ vực của một cuộc xung đột khu vực hoặc thế giới. Việc sát hại những trẻ em vô tội đó đã vượt qua ranh giới đỏ. Gregory Mix, thành viên cấp cao thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Mỹ, cũng cảnh báo rằng khu vực này đang ở giữa hòa bình và xung đột toàn diện. Thượng nghị sĩ Ben Cardin, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ cho biết đây là tình hình nóng bỏng giữa Israel và Hezbollah hiện nay. Ông Kadine nêu rõ, mỗi lần có chuyện gì đó xảy ra như chúng ta thấy trong vài ngày qua, nó chỉ làm tăng khả năng leo thang thật đáng lo ngại. Những người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, John Kirby nói với các phóng viên rằng, những dự đoán về một cuộc chiến tranh toàn diện là phóng đại. Trích dẫn những cuộc thảo luận mà chúng tôi đã có. Ông Kirby nói, chúng tôi vẫn tin rằng giải pháp ngoại giao có thể hiệu quả đó là nơi mà chúng ta cần phải tập trung không phải là giải pháp quân sự chắc chắn không phải là giải pháp quân sự liên quan trực tiếp đến quân đội mỹ khi căng thẳng tăng lên trong khu vực thì mối lo ngại cũng tăng theo tổng thống thổ nhĩ kỳ recep tayyip erdogan đã cảnh báo sẽ gửi binh sĩ đến israel để can thiệp thay mặt cho người palestine đức cũng đã kêu gọi iran và các nước khác ngăn chặn sự leo thang trong khi các hãng hàng không đã đình chỉ các tuyến bay và hủy các chuyến bay đến Beirut cùng ngày do lo ngại về sự leo thang. Trong khi đó, hai quan chức Israel nói với hãng tin Reuters rằng Israel muốn gây tổn hại cho Hezbollah mà không dẫn đến một cuộc xung đột khu vực. Jonathan Lock, giám đốc chương trình an ninh Trung Đông tại Trung tâm An ninh Mỹ mới, nhận định bất kể Israel phản ứng thế nào, chúng ta sẽ phải chờ xem phản ứng của Hezbollah sẽ ra sao. Chuyên gia trên nói thêm. Israel không có khả năng sẽ khởi xướng một cuộc tấn công trên bộ vào Liban khi có quá nhiều lực lượng đang can dự vào cuộc xung đột ở Gaza. Nhưng tôi sẽ theo dõi cẩn thận các dấu hiệu cho thấy chiến dịch của Israel ở Gaza đang kết thúc với các lực lượng được nghỉ ngơi và tái trang bị, đồng thời lực lượng đó có thể sẽ được triển khai ở phía Bắc, giáp biên giới Liban hay không. Ông Locke nói thêm, Israel vẫn chưa đạt đến mức đó, nhưng tôi không lạc quan về tình hình hiện tại. Trang tin tức CH có liên hệ với Hamas, dẫn lời người phát ngôn Hamas Sami Abu Juri nói phong trào này đủ mạnh mẽ để tồn tại dù bất kỳ thủ lĩnh nào của họ bị thiệt mạng. Ông Abu Juri nói, vụ ám sát của lực lượng chiếm đóng Israel đối với người anh em Hanije là bước leo thang nghiêm trọng nhằm bẻ gãy ý chí của Hamas cũng như của người dân chúng tôi và đạt được những mục tiêu giả tạo. Chúng tôi xác nhận rằng hành động căng thẳng này sẽ không thể đạt được mục tiêu của nó. Ông này tuyên bố Hamas là một khái niệm và là một tổ chức chứ không chỉ là các cá nhân. Hamas sẽ tiếp tục con đường của mình bất chấp những hy sinh và chúng tôi tin tưởng vào chiến thắng. Ông Abu Juri cho biết sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị của Hamas Ismail Haniyeh tại Iran, chúng tôi sẽ phát động cuộc chiến tranh để giải phóng Jerusalem và sẵn sàng trả bất cứ giá nào. Hãng tin RIA Novosti của Nga thì dẫn lời một đại diện Hamas cáo buộc Mỹ và Israel phải chịu trách nhiệm cho cái chết của ông Haniyeh. Trong khi đó, Dẫn lời Bộ trưởng Di sản Israel Amichai Elijahu nói rằng cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh làm thế giới tốt đẹp hơn một chút. Về phía Mỹ, Nhà Trắng xác nhận có nhận thông tin ông Haniyeh bị giết ở Iran nhưng từ chối đưa ra bình luận thêm ngay lập tức. Ông Mohammed Ali al-Houthi, lãnh đạo Ủy ban Cách mạng tối cao lực lượng Houthi ở Yemen đã lên án vụ ám sát thủ lĩnh Hamas. Reuters dẫn lời ông phát biểu nhắm vào ông hanije là một tội ác khủng bố tay đình và là sự vi phạm trắng trợn luật pháp và các giá trị lý tưởng nhiều nước như nga thổ nhĩ kỳ cũng lên án vụ ám sát ông hanije cảnh báo căng thẳng ở trung đông một số nhà phân tích cảnh báo việc ông hanije bị ám sát sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến đàm phán hòa bình cho giải gaza tổng thống palestine mahmoud abbas mô tả vụ ám sát thủ lĩnh hamas là hành động hèn hạ và kêu gọi người palestine đoàn kết chống israel iran tuyên bố máu của Hanije sẽ không đổ xuống vô ích và cái chết của ông sẽ tăng cường mối quan hệ sâu sắc, không thể bị phá vỡ giữa Iran, Palestine và phong trào kháng chiến. Các thành phố ở bờ Tây đã phát động tổng đình công và biểu tình quy mô lớn nhằm lên án vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas. Mục tiêu trong cuộc không kích của Israel vừa qua tại Beirut là ông Fuad Suk, một chỉ huy cấp cao của phong trào Hồi giáo Hezbollah tại Liban. Theo tờ Turkey Today, nhân vật này được cho là người đứng đầu các hoạt động quân sự và là chỉ huy quyền lực thứ hai của nhóm. Quân đội Israel cáo buộc chính ông Shuk đứng đằng sau vụ tấn công bằng rocket Và Masdan Sam, cao nguyên Golan, khiến nhiều người thiệt mạng. Trong một tuyên bố vào đêm 30 tháng 7, người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết ông Fuad Shuk đã thiệt mạng trong cuộc không kích. Người phát ngôn Hagari nói Israel muốn giải quyết xung đột với Hezbollah theo cách ngoại giao, nhưng quân đội Israel đã chuẩn bị đầy đủ cho mọi tình huống. Hiện Hezbollah vẫn chưa xác nhận cái chết của ông Shuk. Nhiều nhà quan sát cho rằng cuộc không kích mới nhất của Israel bằng thiết bị bay không người lái vào Beirut sẽ tạo ra một nhịp độ mới trong xung đột khu vực đang diễn ra giữa Israel và Hezbollah. Ông Fuad Suk, còn được gọi là Al Hajj là chỉ huy cấp cao của Hezbollah, một trong những nhóm chiến binh Shia có ảnh hưởng nhất ở Liban nói riêng và Trung Đông nói chung. Vai trò của ông Suk trong các diễn biến lịch sử quan trọng đã khiến nhân vật này trở thành mục tiêu chính của các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo quốc tế. Ông Suk phục vụ trong cơ quan quân sự cao nhất của Hezbollah. Nơi giám sát các hoạt động quân sự chiến lược của nhóm, ông là cố vấn cấp cao về các vấn đề quân sự cho thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah, tầm ảnh hưởng của Suk liên quan việc điều phối các chiến dịch quân sự và sáng kiến chiến lược của Hezbollah, bao gồm các hoạt động của nhóm ở Syria. Vai trò của ông Suk trong các hoạt động quân sự gắn liền sâu sắc với một số sự kiện đáng chú ý nhất trong lịch sử Trung Đông gần đây. Ông Suk có mối quan hệ chặt chẽ với Imad Mughniyeh, một chỉ huy huyền thoại của Hezbollah, nổi tiếng với sự nhạy bén về chiến lược và thành công trong hoạt động Do vai trò tích cực trong các hoạt động khủng bố, ông Shuk đã bị Bộ Ngoại giao Mỹ liệt kê vào danh sách khủng bố toàn cầu năm 2019. Để ghi nhận mối đe dọa đáng kể của tay chỉ huy Shuk đối với an ninh toàn cầu, chương trình phần thưởng vì công lý của Mỹ đã treo giải thưởng lên đến 5 triệu đô la Mỹ cho người cung cấp thông tin để bắt giữ hoặc kết án ông ta. Phần thưởng với số tiền lớn đã phản ánh mức độ quan tâm và lo ngại cao từ các cơ quan chức năng quốc tế liên quan đến các hoạt động và ảnh hưởng của ông Shuk. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Galan vừa qua tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ đối phương sau khi Tel Aviv cáo buộc lực lượng Hezbollah ở Liban tiến hành cuộc tập kích bằng rocket vào một sân bóng ở thị trấn Masudan Sam trên cao nguyên Golan khiến nhiều người bị thương. Bộ Ngoại giao Israel cho rằng lực lượng này đã vượt mọi làn danh đỏ và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Hezbollah sẽ phải trả cái giá rất đắt, cái giá mà họ chưa từng trả trước đây. Những tuyên bố này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ nổ ra xung đột toàn diện trên bộ giữa Israel và Hezbollah. Quân đội Israel (IDF) trước đó cũng đã tuyên bố xây dựng xong kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Liban để đối phó Hezbollah. Bộ trưởng Quốc phòng Galan từng khẳng định xe tăng Israel sẽ thọc sâu vào quốc gia láng giềng để đẩy lùi Hezbollah ra khỏi khu vực biên giới. Tuy nhiên, Hezbollah dường như không lo ngại kịch bản này. Hassan Nasrallah, thủ lĩnh lực lượng Hezbollah ở Liban, tuần trước cảnh báo nếu điều xe tăng đến miền nam Liban, Israel sẽ không còn đối mặt với tình trạng thiếu xe tăng vì các người sẽ không còn chiếc nào nữa. IDF đang đối mặt tình trạng thiếu xe tăng do chiến dịch tấn công Hamas tại giải Gaza trong 9 tháng qua, khiến công tác chuẩn bị cho mũi tiến công trên bộ nhằm vào miền nam Liban càng thêm phức tạp. Trong tuyên bố gần đây, một quan chức quốc phòng cấp cao của Israel cho biết muốn tấn công mạnh mẽ nhằm vào Hezbollah nhưng không muốn làm bùng nổ cuộc chiến toàn khu vực Trung Đông. Trong khi hai quan chức khác cho biết, Tel Aviv đang chuẩn bị cho khả năng xảy ra một cuộc xung đột ngắn. Những tuyên bố từ các quan chức này được đưa ra khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập các cuộc đánh giá an ninh và nội các an ninh Israel. Trước đó, ngoài thông tin về kho vũ khí khổng lồ gồm tên lửa đất đối đất và rocket có thể gây tổn thất lớn cho Israel, năng lực phòng không của Hezbollah vẫn là điều bí ẩn. Giới chuyên gia cho rằng, Hezbollah có trong tay tên lửa đất đối không Sayyad 2 do Iran chế tạo sẽ đồng nghĩa với việc không quân Israel đối mặt với mối đe dọa lớn hơn nhiều ở miền Nam Liban. Tình hình hiện nay có thể phức tạp hơn bởi lực lượng Hezbollah đã sở hữu lượng lớn vũ khí chống tăng tiên tiến hơn. Theo Heras, địa hình đồi núi ở miền Nam Liban tạo ra lợi thế cho bên phòng thủ. Còn Hezbollah đã phát triển các thức tác chiến sáng tạo với tên lửa chống tăng họ 9M133 Konet để tấn công xe tăng chủ lực Merkava trang bị lớp giáp dày của Israel. Israel nâng cấp lực lượng tăng thiết giáp từ năm 2006 và cho ra mắt thiết giáp trở quân hạng nặng Namer được phát triển trên cơ sở khung thân xe tăng chủ lực Merkava. Israel cũng trang bị cho xe tăng Merkava và thiết giáp Namer hệ thống phòng thủ chủ động Trophy hiện đại có thể phát hiện và đánh chặn quả đạn đang bay tới. Họ cũng sở hữu biến thể 9M133 Cornet do Iran chế tạo bằng kỹ thuật đảo ngược trên nguyên mẫu của Nga. Tên lửa dòng Cornet với đầu đạn 4,6 kg có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách từ 100 đến 10.000 m. Với những loại vũ khí chống tăng mới và hình thức tác chiến theo tổ diệt tăng, Hezbollah có thể gây thiệt hại nặng nề cho các đơn vị tăng thiết giáp Israel trong trường hợp nổ ra xung đột. Ông Nicholas Heras, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu New Lines, có trụ sở ở Mỹ cảnh báo dù có khả năng trinh sát, giám sát và thu thập thông tin tình báo rất mạnh ở miền Nam Liban, rất có khả năng IDF phải chịu tổn thất đáng kể nếu xảy ra xung đột quy mô lớn với Hezbollah. Song song với những biến động trên chính trường thế giới, quay trở lại với những diễn biến liên quan đến xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, trên các mặt trận giao tranh giữa hai bên vẫn đang diễn ra khốc liệt. Cả Nga và Ukraine đều cố gắng vận dụng những điểm mạnh của mình để công phá vào yếu điểm của đối phương. Bên cạnh đó, vấn đề viện trợ cho Kiev cũng đang nóng dần lên với những chuyển biến mới. Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK, nơi phân tích các bản đồ thể hiện tình hình diễn biến mới nhất dọc tiền tuyến, quân đội Nga đã giành được nhiều thắng lợi gần thành phố Donetsk, nơi từng là tâm điểm giao tranh ở khu vực Donbass. ISVK cho biết các lực lượng Nga đã có nhiều nỗ lực nhằm bao vây quân đội Ukraine theo hướng Pokrovsk, phía tây Adipka thành phố đã bị Moscow chiếm giữ hồi tháng 2 sau nhiều tháng giao tranh ác liệt. ISVK đánh giá, trong nỗ lực tiến công, quân đội Nga gần đây đã đạt được những tiến bộ chiến thuật đáng kể về phía tây bắc Adipka, đồng thời lưu ý đến các đoạn video được định vị địa lý cho thấy Nga đang nắm giữ các vị trí ở phía tây Novoselovka Pesa, phía tây bắc Adipka. Điều này xác nhận rằng họ gần đây đã chiếm giữ toàn bộ khu dân cư này. Trong khi đó, Bộ Tổng Tham mưu Ukraine cho biết các cuộc tấn công của Nga đang tiếp tục với tốc độ cao ở phía Tây Bắc, phía Tây và Tây Nam Adipka. Các nguồn tin Nga nói rằng lực lượng của Moscow đã chiếm hơn một nửa Vesen và đang tiến về phía các khu định cư lớn hơn Novohrodivka và Selidov, cách tiền tuyến khoảng 13 km về phía Tây. Viện nghiên cứu có trụ sở tại Mỹ cho biết thêm quân đội Nga đã tiến về phía Tây Nam thành phố Donetsk và tiếp tục các hoạt động tấn công về phía Tây và Tây Nam thủ đô của khu vực. Trong khi đó, theo phía Ukraine, xa hơn về phía Nam, Nga cũng đã bắt đầu tấn công theo hướng Huliaipol ở tỉnh Zaporizhia sau một thời gian dài tạm dừng. Dmitry Likovi, người phát ngôn nhóm lực lượng Tapria của Ukraine, nói với truyền hình Ukraine rằng quân đội Nga đã cố gắng tấn công từ hai mặt trận khác nhau. Theo ông, tình báo Ukraine tin rằng đây là sự tiếp nối của chiến thuật tấn công nhỏ vì số lượng quân Nga ở Zaporizhia không tăng. Trước đó, ông Likovi bác bỏ các báo cáo rằng Nga đã đạt được lợi ích ở các khu vực khác của tỉnh Zaporizhia. Ông cũng bác bỏ những tuyên bố rằng Nga có thể đã chiếm giữ Rabotino, thị trấn được lực lượng Kiev giành lại vào mùa hè năm ngoái. Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh Ukraine đang chờ đợi phương Tây cung cấp đầy đủ vũ khí như cam kết, điều mà họ hy vọng sẽ thay đổi cục diện trên chiến trường. Theo tờ Newsweek, từ giữa tuần trước, ISV đã đánh giá các lực lượng Nga chiếm được một thị trấn và tiến vào các khu vực trọng điểm ở vùng Donetsk, phía đông Ukraine. Một số nhà quan sát nhận định Chiến thuật của Moscow đã thay đổi Trên toàn bộ chiến tuyến Lực lượng Nga đang cố gắng gây áp lực trên khắp chiến tuyến Để ngăn chặn Ukraine nắm bắt thế chủ động Còi báo động không kích vừa qua Đã vang lên ở Kiev Các phóng viên của Kiev Independent Cũng nghe thấy một tiếng nổ Tiếp tục hàng loạt tiếng nổ vang lên cùng lúc ở Kiev Ngay sau đó, máy bay không người lái tấn công Được báo cáo đã bay qua Brovary Ở vùng ngoại ô phía đông của thành phố Thị trưởng Kiev Ông Vitaly Klitschko cho biết trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không đang hoạt động ở Kiev đừng rơi khỏi nơi trú ẩn. Theo không quân Ukraine, quân đội Nga đã phóng hàng chục máy bay không người lái về phía một số khu vực của Ukraine trong đêm. Ngay sau đó, không quân Ukraine trên Telegram đã phát cảnh báo đỏ. Hiện mọi hoạt động của UAV Nga tiếp tục được cập nhật ở hàng loạt khu vực trên hầu khắp lãnh thổ Ukraine. Thông báo mới nhất được phát mới đây ghi nhận, UAV Nga dồn dập xuất hiện ở khu vực Mirkorod, Chekasi, Kiev, Chernihiv và Baturin. Ukraska Pravda dẫn tuyên bố của cơ quan quân quản Kiev cho biết đây là cuộc tấn công lớn nhất vào Kiev kể từ đầu năm nay. Kết quả và hậu quả của đợt tấn công ồ ạt bằng UAV này đang được làm rõ. Trước đó, các lực lượng Nga đã tấn công thủ đô Kiev của Ukraine bằng một máy bay không người lái UAV mới lạ. Hình ảnh về chiếc UAV lạ này được lan truyền trên mạng xã hội, cho thấy vũ khí mới này không giống với chiếc UAV Sahet 136 mà các lực lượng Nga hay phóng. Thông tin cho hay UAV lạ đó bay ở độ cao nhỏ khoảng 20 đến 30 mét. Hãng truyền thông Defense Express thu được thêm ảnh và thông tin chi tiết về chiếc UAV chưa được xác định rõ. Defense Express dẫn các nguồn tin của mình cho biết UAV này có sải cánh hơn 4 mét, một rotor đẩy và một thân vuông. Theo các bức ảnh thì UAV lạ có một số nét giống UAV trinh sát Zala 421-20 của Nga độ cao thấp của UAV lạ bị bắn hạ ở Kiev cho thấy đây là UAV sát thủ. Ngoài ra, một quan chức tình báo Ukraine cho biết Nga đã bắt đầu triển khai các loại máy bay không người lái mới có giá thành rẻ, tiến hành các cuộc tấn công tầm xa vào Ukraine nhằm xác định trận địa phòng không của đối phương. Trong khi đó, Ukraine thời gian qua vẫn luôn tìm cách che giấu các hệ thống phòng không của nước này khỏi các cuộc tấn công của Nga trong bối cảnh Kiev đang thiếu hụt nghiêm trọng hệ thống phòng không và phải kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ. Mới đây, máy bay tuần tra hàng hải Boeing P-8A Poseidon của Mỹ bị phát hiện đã tham gia các hoạt động trinh sát theo hướng Crimea. Theo cổng thông tin Flyradar, chiếc phi cơ này được phát hiện trên bầu trời bờ biển Rumani. Nó xuất phát từ căn cứ không quân Sigonella của NATO nằm ở Sicily. Chiếc Poseidon, một trong những máy bay tuần tra tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ, được trang bị hệ thống trinh sát và giám sát tiên tiến, tiến. Những phi cơ này đóng vai trò then chốt trong việc đảm bảo an ninh và thực hiện nhiệm vụ trinh sát ở những khu vực có tầm quan trọng chiến lược. Sự tham gia của P-8A vào hoạt động theo hướng Crimea cho thấy sự chú ý ngày càng tăng của NATO và Hoa Kỳ đối với khu vực. Theo giới chuyên gia, một cuộc tấn công từ phía Ukraine có thể sẽ xảy ra không lâu sau đó. Boeing P-8A Poseidon có khả năng thực hiện nhiều chức năng khác nhau, bao gồm phòng thủ chống ngầm và chống hạm, trinh sát và giám sát các mục tiêu trên biển cũng như trên bộ. Máy bay được trang bị radar hiện đại hệ thống liên lạc và thiết bị tác chiến điện tử tối tân. Trong khi đó, truyền thông Kiev cũng cho biết, các chuyên gia phân tích quân sự nhận định, trong những giờ tới, một cuộc rội bom quy mô cực lớn dự kiến sẽ diễn ra trên lãnh thổ Ukraine. Điều này được chứng minh bằng các chuyến bay của 6 máy bay ném bom chiến lược Tu-95, được dự định đang chuẩn bị phóng tên lửa hành trình trong thời gian rất gần. Ngoài ra, tình báo Ukraine tiết lộ, Nga lần đầu tiên triển khai đồng thời 3 tàu ngầm ở Biển Đen. Kiev cho rằng đây là một phần trong hoạt động diễn tập của Moscow song vẫn không loại trừ nguy cơ đối phương chuẩn bị cho một đợt tấn công lớn. Các chuyên gia lưu ý rằng, nếu đúng cuộc tấn công tên lửa quy mô lớn được nhận định là sẽ diễn ra, thì đây có thể là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất trong những tháng gần đây của quân đội Nga. Điều này làm dấy lên những lo ngại rất nghiêm trọng ở Kiev trong bối cảnh các máy bay chiến đấu F-16 đã đến Ukraine. Moscow được cho là đã hoàn tất các bước chuẩn bị và đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công mới quy mô lớn nhằm vào một loạt mục tiêu của Kiev. Ngoài ra, Moscow tiếp tục nhắm vào các trung tâm hậu cần của đối phương phá hủy những hạ tầng quan trọng như nhà máy điện, sân bay, đặc biệt là hệ thống cung cấp năng lượng, đầu mối giao thông và sân bay. Những cuộc tấn công như vậy có thể gây hậu quả đáng kể cho Ukraine. RT đưa tin một đoạn video được ghi lại bằng máy bay không người lái UAV mới đây cho thấy quân đội Nga đã phá hủy thêm một xe tăng Leopard 2A4 của Ukraine do Đức sản xuất. Video được cho là quay gần thị trấn Kurakhovo ở Donbass do Ukraine kiểm soát. Chiếc Leopard 2A4 đang di chuyển cạnh một dải rừng giữa cánh đồng trống và bắn vào các mục tiêu. Xe tăng bị bắn trả và cố gắng tránh né, di chuyển xa hơn dọc theo khu vực rừng nhưng vẫn trúng đạn. Chiếc xe tăng sau đó cố gắng di chuyển vào sau lùm cây nhưng vẫn chịu thêm nhiều đòn tấn công nữa, khiến phía sau tháp pháo bốc cháy. Ngọn lửa lan vào khoang lái sau một đòn tấn công khác. Hiện vẫn chưa rõ kíp lái có mặt bên trong xe tăng khi xe bốc cháy hay không vì họ di chuyển ra vào thất thường trước khi xe bị phá hủy. Xe tăng Leopard 2A4 không có lưới chống UAV thường được các bên trang bị trên cả xe bọc thép và phương tiện mềm trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, mặt trước và hai bên tháp pháo của Leopard 2A4 dường như được trang bị các khối giáp phản ứng thời Liên Xô, có thể là con tắc 1, thường được quân đội sử dụng để bảo vệ xe của họ. Trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, Kiev đã nhận được hàng chục xe tăng Leopard 2 từ một số nước phương Tây do Đức sản xuất. Quân đội Ukraine cũng đã được cung cấp xe tăng Leopard 1A5 cũ hơn, nhưng chúng chỉ được nhìn thấy ở tiền tuyến trong một số ít lần. Xe tăng Leopard 2 tham gia nhiều trận đánh vào năm ngoái, khi chúng dẫn đầu cuộc phản công đầy khó khăn của Kiev dẫn đến thương vong nặng nề mà không đạt được nhiều kết quả. Trong khi đó, theo các nhà quan sát, đáp lại việc mới đây châu Âu cam kết cung cấp thêm xe tăng Leopard 2A4 cho Ukraine, Nga đã tăng cường sử dụng nhiều sát thủ diệt tăng hơn Đặc biệt là tên lửa chống tăng phóng từ trên không 9K121 Vik. Tên lửa 9K121 Vik, tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, định danh là AT16 Scalion là hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng hiện đại do Liên Xô phát triển và Nga nâng cấp sau đó. 9K121 Vik đặc biệt được thiết kế để đối phó với xe bọc thép, kể cả xe tăng có giáp phản ứng nổ và các mục tiêu trên không tốc độ thấp như trực thăng. Tên lửa 9K121 Vik có một số tính năng đáng chú ý tên lửa dài 2,75m, đường kính 0,13m, nặng 45kg. Vic có khả năng đạt đến vận tốc 2.100km một giờ, khiến nó trở thành tên lửa siêu thanh. Hệ thống dẫn đường của tên lửa sử dụng công nghệ dẫn chùm tia laser, đảm bảo độ chính xác cao và khả năng chống lại các biện pháp đối phó điện tử. Theo hãng thông tấn TASS, tập đoàn quốc phòng Rostec thuộc nhà nước Nga tuyên bố, tên lửa Vic có thể tấn công với độ chính xác đến không ngờ về cơ bản đảm bảo mỗi một tên lửa được phóng ra là một mục tiêu bị phá hủy. Theo Defense Express, một kênh truyền thông của Nga đã đưa ra thông tin nước này hiện đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo mới có tên gọi không chính thức là Iskander 1000. Tên lửa này được cho là có tầm bắn lên tới 1.000 km và sử dụng một loại đầu đạn cải tiến. Hình ảnh đầu tiên về tên lửa Iskander 1000 đã được tiết lộ vào tháng 5 năm 2024 trong một đoạn video tuyên truyền Nhân kỷ niệm 78 năm thành lập bãi thử tên lửa Kapustinnya ở thành phố Azhagan, thuộc Azhagan Oblast, phía nam nước Nga. Ngoài thông tin về tầm bắn, kênh truyền thông trên còn cho biết tên lửa có độ sai lệch mục tiêu chỉ trong phạm vi 5m. Khối lượng đầu đạn cải tiến của tên lửa Iskander 1000 không được nêu cụ thể. Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính tự động, có thể hiệu chỉnh từ hệ thống định vị vệ tinh và có thể dẫn đường bằng radar dựa trên bản đồ địa hình khu vực mục tiêu ở giai đoạn cuối của hành trình bay. Tên lửa Iskander 1000 được cho là có cấu trúc tương tự như tên lửa đạn đạo 9M723 của hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander và có thể được phóng bằng bệ phóng Iskander tiêu chuẩn. Hồi đầu tháng 4, Nga cũng cho biết đã tăng cường sản xuất tên lửa Iskander M thuộc hệ thống tên lửa Iskander với độ chính xác cao nhằm củng cố khả năng phòng thủ cũng như duy trì cân bằng chiến lược. Thời điểm đó, nhà thiết kế chính của Cục Thiết kế Kỹ thuật Cơ khí KBM, ông Valery Kassin cho biết việc sản xuất tên lửa thuộc tổ hợp Iskander M như một phần của hoạt động quân sự. Ông Valery Kashin không tiết lộ chính xác số lượng tên lửa sản xuất trong năm nay, nhưng lưu ý rằng tên lửa đang được sản xuất với số lượng lớn hơn nhiều so với những năm trước. Trong khi đó, Giám đốc điều hành hệ thống chính xác cao thuộc tập đoàn Quốc phòng Rostec của Nga, ông Oleg Ryazantsev tiết lộ độ chính xác của tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M đã được tăng lên đáng kể. Tổ hợp vũ khí đã được sửa đổi rất nhanh chóng để phù hợp với thực tế chiến trường. Iskander-M là một trong những hệ thống tên lửa hiện đại nhất của Nga, có khả năng mang nhiều loại đầu đạn khác nhau, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân. Hệ thống tên lửa này có khả năng cơ động cao và có thể xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa, khiến nó trở thành vũ khí tấn công rất hiệu quả. Tên lửa Iskander có chiều dài 7,2m, đường kính 0,95m, trọng lượng bay 3,8 tấn, đầu đạn 380kg, có thể bay trên độ cao 50km. Hệ thống tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong phạm vi lên đến 500km. Kể từ khi xung đột bùng nổ vào tháng 2 năm 2022, Ukraine đã gây thiệt hại lớn cho hạm đội biển đen của Nga. Cụ thể, thông qua hàng loạt công nghệ hải quân tiên tiến và những chiến lược phi truyền thống, Ukraine đã duy trì hoạt động tấn công liên tục vào các tàu chiến của Nga. Chiến thuật của Ukraine đã chứng minh thành công khi hồi tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh nhận định hạm đội biển đen đã bị vô hiệu hóa về mặt chức năng, trong khi các tàu chiến Nga đã buộc phải rời khỏi bán đảo Crimea để né tránh bị tập kích. Bộ Quốc phòng Anh nhận định quy mô của hạm đội biển đen của Nga đã chứng minh không thể sánh được với các cải tiến hàng hải của Ukraine. Cũng theo Bộ Quốc phòng Anh, bà phát minh đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong thành công của Ukraine khi đối phó với hạm đội biển đen của Nga gồm xuồng không người lái trên biển USV Magura V5, tên lửa chống hạm Neptune và USV CBB. Magura V5 là xuồng không người lái USV đa dụng do Ukraine tự sản xuất. Theo nhà phân tích hải quân S.I. xuồng không người lái này dài khoảng 5,5 mét có thể mang tải trọng 320 kg. V5 có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 48 dặm 1 giờ và có tầm hoạt động khoảng 450 hải lý. Một số báo cáo cho biết USV này đã tham gia vào rất nhiều hoạt động quan trọng trong cuộc xung đột. Tình báo Ukraine cho biết các lực lượng nước này đã sử dụng Magura V5 để tấn công tàu hộ tống Ivanovets, tàu tuần tra Sergei Kotov và tàu đổ bộ Sezakunikov của Nga. Thời gian gần đây, Ukraine đã cải tiến USV Magura V5 để nó có thể mang theo tên lửa không đối không tầm ngắn R-73. Phiên bản mới ra mắt vào tháng 5 năm 2024 và kể từ đó đã được sử dụng trong các hoạt động chiến đấu ở Biển Đen. Với chiều dài 5,5m, rộng 1,5m và trọng lượng 1.000kg, Magura V5 được thiết kế cho nhiều hoạt động quân sự khác nhau như giám sát, trinh sát, tuần tra, tìm kiếm cứu nạn, tấn công cảm tử chống thủy lôi và an ninh hàng hải. Phương tiện được trang bị nhiều thiết bị định vị, bao gồm hệ thống định vị vệ tinh toàn cầu (GNSS) tự động, hệ thống quán tính cùng nhiều cảm biến tiên tiến như LiDAR, camera ảnh nhiệt và camera quang học độ phân giải cao. Trong khi đó, R-360 Neptune là tên lửa hành trình tầm xa, tốc độ cận âm do cục thiết kế LAK của Ukraine phát triển với đường kính 420 mm. Tên lửa này có tầm bắn lên tới 400 km trọng lượng 870 kg và khối lượng đầu đạn mang theo là 150 kg. Neptune có khả năng phá hủy các mục tiêu có trọng tải lên tới 5.000 tấn. Ukraine đã sử dụng tên lửa chống hạm này để tấn công các mục tiêu có giá trị cao của Nga. Ngoài ra, Kiev cũng được cho là đã sử dụng phiên bản cải tiến của tên lửa để tấn công các hệ thống phòng không của Nga, trong đó có hệ thống phòng không S-400 triển khai tại Crimea. Neptune được phóng từ các ống gắn sau xe tải cỡ lớn có thể được bắn ở vị trí cách bờ biển khoảng 25 km, từ đó cho phép phương tiện này ẩn náu tốt hơn trước tàu và máy bay trinh sát của đối phương. Hiện Ukraine đang cố gắng cải tiến tên lửa Neptune để nó có thể tấn công các mục tiêu trên đất liền. Còn CBB là xuồng cảm tử không người lái do Ukraine sản xuất. USV này được triển khai lần đầu vào tháng 7 năm 2023. Theo chuyên gia Sutton, USV này dài 6 mét, dài hơn một chút so với USV Magura V5, rộng 2 m có thể đạt được tốc độ tối đa 49 hải lý một giờ, tương đương 90 km một giờ. Hồi đầu tháng 7, người phát ngôn của cơ quan an ninh Ukraine Atem Dehityarenko cho biết xuồng không người lái CBB đã trải qua quá trình nâng cấp đáng kể. Cách đây một năm, USV này có thể mang khoảng 800 kg thuốc nổ và bay xa khoảng 800 km, nhưng hiện tại nó có khả năng mang 1.000 kg thuốc nổ và bay xa hơn 1.000 km. Vì thế, lực lượng Ukraine có thể tấn công tàu của đối phương ở hầu như bất cứ nơi nào trên Biển Đen. Tuy nhiên, Sebastian Bruns, nhà nghiên cứu cao cấp về an ninh hàng hải tại Viện Chính sách An ninh của Đại học Kien ở Đức nhận định, dù Ukraine nỗ lực chứng minh các hoạt động của nước này đủ mạnh để có thể vô hiệu hóa hơn nửa số đơn vị có giá trị cao của hạm đội Biển Đen của Nga, thì Nga vẫn giành ưu thế khi nắm giữ các cảng và tuyến đường vận chuyển chính. Tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga mới đây cho biết, các kỹ sư nước này đang nỗ lực tăng tầm bắn của các loại bom trên không, đặc biệt là bom FAB-3000. Thông báo của tập đoàn quốc phòng Rostec cho biết, bom FAB-3000 với mô-đun lập kế hoạch và hiệu chỉnh phổ quát UMPC đã trở thành vũ khí đáng gờm của Nga trong kế hoạch quân sự. Việc phát triển và chế tạo các phiên bản cải tiến của loại bom này đang được các kỹ sư tiến hành giúp tăng đáng kể tầm bắn cũng như mức độ hủy diệt mục tiêu. Được biết trước đó truyền thông Ukraine cũng đã công bố đoạn video về việc Nga sử dụng loại bom này. Theo đó, đoạn video cho thấy quả bom được thả và phát nổ gần làng Lipsy thuộc vùng Kharkov. Sóng xung kích từ FAB-3000 đã khiến tòa nhà cùng các công trình xung quanh bị phá hủy hoàn toàn. FAB-3000 là một trong những vũ khí lợi hại nhất dành cho các máy bay ném bom chiến lược của lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Tổng khối lượng của bom lên tới 3 tấn, trong đó trọng lượng của thuốc nổ vào khoảng 1,5 tấn khi rơi xuống đất sẽ đủ sức phá hủy những công trình ngầm kiên cố nằm sâu dưới lòng đất. Tuy nhiên không phải mọi thứ đều đơn giản như vậy. Chuyên gia quân sự nổi tiếng người Nga, cựu phi công tiêm kích với biệt danh Fighter Bomber đã bày tỏ nghi ngờ về hiệu quả của bom FAB-3000 bởi theo quan điểm của nhà phân tích, Ukraine không có mục tiêu nào xứng đáng phải dùng đến quả bom rất lớn này. Cựu phi công tiêm kích cho rằng hiệu quả của bom FAB-3000 không cao hơn nhiều so với loại FAB-1500 là bao thậm chí nhược điểm là su 34 chỉ mang được một quả duy nhất trong mỗi phi vụ không đủ bao phủ mọi mục tiêu ở chiều ngược lại có ý kiến cho rằng bom fab 3000 m 54 được trang bị module umpc là một vũ khí đặc biệt được thiết kế để giải quyết những nhiệm vụ nhất định câu hỏi cần lưu tâm hơn đó là làm thế nào để sử dụng nó một cách tối ưu để tăng mật độ hỏa lực khi sử dụng bom fab 3000 đã xuất hiện ý kiến cho rằng nên xem xét khả năng phóng bom từ mặt đất thay vì máy bay, thông qua các hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS cỡ nòng lớn, được trang bị bộ cánh gấp bom FAB3000 có thể tích hợp thêm động cơ tên lửa đẩy và phóng tới mục tiêu từ bệ phóng MLRS. Phương thức này không gây nguy hiểm cho máy bay và phi công, chi phí triển khai cũng rẻ hơn nhiều. Công việc cần thiết tiếp theo là thay dàn phóng nhiều ống nhỏ thành một ống phóng lớn phù hợp với kích thước quả bom tương tự cách Mỹ thực hiện với tên lửa Atac MS, trang bị cho các tổ hợp M142 HIMARS hay M270 MLRS. Nhưng vấn đề quan trọng khác nằm ở độ chính xác và tầm xa. Đây là khó khăn tiếp theo cần phải giải quyết bởi khi phóng từ mặt đất, quả bom không có độ cao và vận tốc ban đầu để lượn xa. Với một động cơ đẩy phụ tích hợp, tầm bắn của bom FAB-3000 cũng khó lòng vươn tới con số trên 20 km. Như vậy tức là đưa khẩu đội MLRS vào trong vùng hỏa lực đáp trả của đối phương. Phương án hoán cải bom FAB-3000 để phóng từ mặt đất vì vậy đang bị đánh giá là thiếu hợp lý, ít nhất là khi chống lại lực lượng vũ trang có hỏa lực pháo binh mạnh mẽ như Ukraine. Nga được cho là đang triển khai một loại máy bay không người lái mới tại Ukraine. Đây là loại máy bay tầm xa đa chức năng, có thể thực hiện cả nhiệm vụ tấn công và giám sát máy bay không người lái này được biết đến với tên gọi là Gebera do Nga sản xuất. Đây được coi là sự bổ sung cho máy bay không người lái tấn công một chiều tầm xa Geran mà Nga đang sử dụng rộng rãi. Ukraine đã công bố hình ảnh bắn hạ UAV mới của Nga tại khu vực Kiev. Theo trang web Ukraine Defense Express, chiếc máy bay này không mang theo đầu đạn, cho thấy nó có thể được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ tấn công. Gebera có hình dáng giống UAV Geran với cấu trúc thân cánh liền mạch, Thay vì sử dụng bộ ổn định ngang trên đầu cánh như Geran, Gebera có một cánh đuôi thẳng đứng thông thường nằm ngay phía trước cánh quạt đẩy đơn được điều khiển bởi động cơ đốt trong. Các báo cáo của Ukraine cho biết Gebera có sải cánh khoảng 2 mét, nhỏ hơn một chút so với sải cánh của Geran. Thân máy bay có màu xám, được làm bằng vật liệu hấp thụ radar. Trong một bài bình luận trên Telegram, binh sĩ người Ukraine Sergei Fresh cho rằng Gebera được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ trinh sát và tấn công Ngoài ra, nó còn được sử dụng như mồi nhử để đánh lừa hệ thống phòng không của Ukraine. Nhiều khả năng, Nga sẽ vận hành UAV Gebera theo kiểu bầy đàn. Trước đó, một đơn vị Nga có tên là Stalin Falcons cho biết Gebera do công ty Gastelo phát triển có thể được sử dụng để trinh sát điện tử, tấn công tự sát hoặc làm mồi nhử. Nhiều ý kiến cho rằng UAV này nhiều khả năng được chế tạo tại nhà máy Jelabuga thuộc vùng Tatarstan, đông nam nước Nga, nơi đang sản xuất máy bay không người lái Giran phiên bản tấn công của máy bay không người lái Gebera sử dụng camera để hỗ trợ tấn công mục tiêu. Ngoài việc sử dụng camera để dẫn đường, Gebera cũng có thể được lập trình để bay theo một lộ trình được cài đặt sẵn. Camera ở mũi máy bay có thể được sử dụng để thăm dò các mục tiêu theo lộ trình này. Trả lời phỏng vấn Reuters, ông Andrei Cherniak, đại diện của Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho rằng giá thành của những UAV này chỉ khoảng 10.000 đô la Mỹ và có thể hoạt động ở độ cao lên đến hàng nghìn mét, khiến những vũ khí phòng không loại nhỏ thông thường khó tiếp cận. UAV đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài 3 năm qua giữa Nga và Ukraine. Hai bên đều ra sức phát triển loại vũ khí này nhằm tìm cách giành ưu thế trên không với chi phí tương đối thấp so với các loại vũ khí khác. Tháng trước, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đang thử nghiệm một loại UAV vận tải hạng nặng có tên gọi là Perun, có sức trở lớn hơn thông thường. UAV này có hai phiên bản khác nhau, có thể khai hỏa vũ khí cả trên mặt đất và trên không. Hải quân Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc tập trận quy mô lớn, huy động hầu hết các hạm đội. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 300 tàu chiến, tàu ngầm, tàu hỗ trợ và xuồng, khoảng 50 máy bay, 200 thiết bị quân sự cùng 20.000 quân nhân. Trong những ngày tới, các đội tàu, các đơn vị hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển sẽ tiến hành hơn 300 bài tập chiến đấu bắn hạn thật trong đó có việc thực hành sử dụng tên lửa phòng không, các hệ thống pháo, vũ khí chống tàu ngầm và biện pháp gây nhiễu tín hiệu để rút lui trước các cuộc tấn công của kẻ thù giả định. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, các đơn vị và đội hình của Hải quân Nga bắt đầu tiến hành tập trận theo kế hoạch tại các khu vực hoạt động của hạm đội phương Bắc, hạm đội Thái Bình Dương, hạm đội Baltic cũng như trong khu vực mà hạm đội Caspia chịu trách nhiệm quản lý. Hạm đội duy nhất của Nga không tham gia tập trận là hạm đội Biển Đen vốn đang phải nỗ lực tìm cách đối phó với chiến thuật sử dụng phương tiện không người lái hiện đại của Ukraine, hạm đội này đã phải chịu tổn thất lớn sau khi Tổng thống Putin phát động hoạt động quân sự. Thời gian gần đây, Nga đã phải di rời hầu hết tàu chiến từ căn cứ chính của hạm đội Biển đen <laughs> ở Sevastopol đến vùng Novorossiysk và Biển Azov. Các cuộc tập trận hải quân của Nga nhằm phát hiện, nhận dạng và tấn công mục tiêu trong đó mô phỏng nhiều mối đe dọa khác nhau để kiểm tra khả năng của đồng âm và các loại khí tài hải quân khác. Những mối đe dọa này có thể bao gồm các vật thể nhỏ như xuồng không người lái hoặc thuyền nhỏ mà đối phương sử dụng trong chiến tranh bất đối xứng hoặc các hoạt động bí mật. Ngoài các mục tiêu trên mặt nước, cuộc tập trận còn diễn tập khả năng đối phó với những mục tiêu trên không, chẳng hạn như máy bay không người lái môi trường huấn luyện thực tế để các thủy thủ đoàn thực hành kỹ năng chiến đấu trong bạo điều kiện hoàn cảnh khác nhau việc sử dụng các ô tô hỏng cũng cho phép hải quân nga đánh giá hiệu quả của sonar radar và các hệ thống cảm biến khác trong việc xác định và theo dõi các vật thể nhỏ di chuyển nhanh ngoài ra hải quân nga cũng có thể đánh giá hiệu quả các hệ thống vũ khí của họ chẳng hạn như ngư lôi hay tên lửa phòng không trong việc chống lại các mối đe dọa trên cuộc tập trận không chỉ nhằm mục đích thử nghiệm khí tài hải quân mà còn tinh chỉnh chiến thuật mà thủy thủ đoàn của tàu ngầm sử dụng. Khả năng xác định, đánh chặn nhanh chóng và chính xác các mục tiêu trên không và trên mặt nước có kích thước nhỏ là một kỹ năng quan trọng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể trong kết quả các cuộc giao tranh trên biển. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo sau đây. Mới đây, phát biểu trên đài truyền hình Czech, Bộ trưởng Quốc phòng Czech Shenochova cho biết, cộng đồng người Ukraine tại Cộng hòa Séc rất đông, chiếm khoảng hơn 200.000 người, chưa tính đến làn sóng di cư do xung đột. Vì vậy, việc thành lập quân đoàn Ukraine là kế hoạch khả thi. Hiện các cuộc thảo luận đang được tiến hành để người dân Ukraine có thể gia nhập quân đoàn và hỗ trợ đất nước một cách tự nguyện. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Séc, David Polak cho biết thêm, Bộ Quốc phòng Séc cũng đang thu thập thông tin từ phía Ba Lan về việc thành lập quân đoàn Ukraine để triển khai thực hiện nội dung này. Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Ba Lan Donald đã ký một thỏa thuận an ninh song phương, trong đó bao gồm thỏa thuận về việc thành lập và huấn luyện quân đoàn Ukraine trên lãnh thổ Ba Lan, nơi người Ukraine ở Ba Lan và ở nước ngoài có thể tham gia và được đào tạo trên cơ sở tự nguyện. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Sikorsky mới đây cho biết, hàng ngàn người Ukraine tại Ba Lan đã đăng ký tham gia quân đoàn Ukraine. Công tác chuẩn bị cho lữ đoàn tình nguyện đầu tiên của Ukraine cũng đang được tiến hành. Năm ngoái, Cộng hòa Séc cũng đã huấn luyện 4.000 binh sĩ Ukraine và năm nay con số tương tự binh sĩ Ukraine được huấn luyện sẽ tiếp tục được triển khai. Trao đổi với thông tấn xã Séc, Bộ trưởng Quốc phòng Séc Jana Senochova cho biết số lượng đăng ký được đào tạo trong thời gian tới đã đầy. Cộng hòa Séc sẽ cung cấp cơ sở đào tạo và người hướng dẫn cho các binh lính Ukraine. Trong khi đó, một số nước châu Âu khác đang có kế hoạch gửi trực tiếp các giảng viên quân sự tới Ukraine. Cũng trong diễn biến liên quan hồi tháng 5, trong bài phát biểu kỷ niệm 20 năm Séc gia nhập Liên minh châu Âu EU tại Praha, Séc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu EC, bà Ursula von der Leyen đã ca ngợi viện trợ của Séc cho Ukraine và tuyên bố rằng Séc đã góp phần tích cực vào việc tạo ra tương lai của liên minh. Theo bà Ursula, trong nhiều thập kỷ, bức màn sắt đã giữ mọi người đứng về phía họ, nhưng cách mạng nhung đã đưa Séc trở lại châu Âu. Sự trở lại đó đã mang lại nhiều ý nghĩa cho Séc mà không thể nhìn thấy trực tiếp. Nhưng chắc chắn một điều, châu Âu đã củng cố Cộng hòa Séc và ngược lại. Cộng hòa Séc cũng đã củng cố châu Âu. Chủ tịch EC cũng đánh giá cao sự hỗ trợ của Séc đối với Ukraine và gọi đó là biểu hiện của một thành viên EU tích cực. Theo bà Ursula, Séc đã trở thành một trong những đồng minh đáng tin cậy nhất của Ukraine, không phải vì điều đó dễ dàng mà vì nó đúng đắn. Sáng kiến mua đạn dược cũng như việc tiếp nhận một số lượng lớn người tị nạn từ Ukraine là một trong những điều đó. Lần đầu tiên trong lịch sử, các máy bay quân sự của ba thành viên chủ chốt NATO là Đức, Pháp và Tây Ban Nha sẽ hội ngộ trên lãnh thổ Nhật Bản để tiến hành cuộc tập trận chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đức và Tây Ban Nha điều máy bay chiến đấu Eurofighter Typhoon. Pháp phải đến chiến đấu cơ Rafale. Hộ tống các máy bay chiến đấu này còn một số máy bay vận tải và máy bay chở nhiên liệu và đội ngũ hàng trăm nhân viên. Giai đoạn đầu tiên của cuộc tập trận chung của máy bay ba nước cùng với không quân Nhật Bản đã diễn ra hồi đầu tháng 7. Còn vài tuần nữa mới đến giai đoạn tập trận chung và riêng của các phi công NATO cùng với không quân Ấn Độ và Australia ở một số giai đoạn của cuộc tập trận. Liên kết với bộ ba này có phần tham gia của không quân Italia và cả không quân Mỹ. Lầu Năm Góc dự định sử dụng máy bay chiến đấu F-2 trong các cuộc tập trận với Pháp và F-15 cho những cuộc tập trận riêng cùng với Tây Ban Nha và Đức. Tổng cộng, cuộc diễn tập của máy bay NATO và các đối tác châu Á sẽ kéo dài suốt 2 tháng. Cuộc tập trận này là một phần trong chuỗi tập trận của Pacific Sky 24, huy động tới 1.800 quân nhân từ các nước khác nhau. Các thông báo chính thức về cuộc tập trận Pacific Sky 24 chỉ ra hoạt động tầm cỡ này sẽ giải quyết vấn đề khả năng tương tác chiến dịch chung của lực lượng không quân các nước NATO và đồng minh châu Á trong các chuyến bay tầm thấp, hoạt động ở chế độ tấn công và phòng thủ, cũng như các ca tiếp nhiên liệu trong thời gian bay. Nếu phân tích các mục tiêu chính trị và chiến lược của các thành viên tham gia tập trận, có thể thấy rõ rằng những hoạt động này là một phần trong lộ trình của NATO nhằm thúc đẩy liên minh tiến vào khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Sự can dự của NATO vào khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương bắt đầu bằng việc mở rộng sang thiết lập cơ chế liên kết với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand. Năm 2016 tại Bruxelles, Bỉ, NATO đã tổ chức đối thoại chính trị với Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand nhằm tăng cường kết nối chính trị với bốn nước này. Năm 2021, tổ chức này xây dựng chiến lược phát triển chương trình nghị sự NATO 2030 và đề xuất can dự rộng rãi hơn vào các vấn đề toàn cầu, đặc biệt là chiến lược phát triển hành động Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Mỹ nhấn mạnh chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nhằm duy trì trật tự khu vực và các chuẩn mực quốc tế tự do, rộng mở và thịnh vượng, thúc đẩy lợi ích chung rộng lớn của các nước trong khu vực. Để phối hợp với sự thúc đẩy chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Mỹ, NATO cũng đã thường xuyên tăng cường tiến trình can dự vào các vấn đề khu vực. Tuy nhiên, chiến lược NATO hòa Ấn Độ Dương Thái Bình Dương do Mỹ giữ vai trò chủ đạo không được thúc đẩy một cách thuận lợi. Hiện đã xuất hiện những tiếng nói nghi ngờ và phản đối trong cộng đồng quốc tế và nội bộ NATO. Mới đây, cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA đã trình diễn khả năng tấn công của vũ khí laser mới được phát triển nhằm bắn hạ thiết bị bay không người lái của đối phương. Trong cả ba cuộc trình diễn tại địa điểm thử nghiệm ở khu vực Taen, cách thủ đô Seoul 180 km về phía tây nam, hệ thống vũ khí laser có kích thước tương tự như một container đã bắn hạ thành công mục tiêu bằng cách phát ra một chùm tia định hướng không tạo ra âm thanh hay hình dạng. Theo cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc DAPA, Hệ thống này sử dụng chùm tia laser được tạo ra bằng sợi quang và làm nóng bề mặt mục tiêu lên tới nhiệt độ trên 700 độ C để vô hiệu hóa các thành phần bên trong thiết bị như pin. Các quan chức không cung cấp thông số kỹ thuật chính xác của vũ khí laser mới này, nhưng cho biết nó có công suất dưới 100 kW và tầm bắn dưới 10 km. Ông Seo Jong-suk, nhà nghiên cứu chính tại cơ quan phát triển quốc phòng Hàn Quốc cho biết, hệ thống này đạt công suất 30 kW trong quá trình thử nghiệm và có khả năng bắn hạ UAV. Trong buổi trình diễn gần đây, ông So giải thích rằng hệ thống này chủ yếu là thiết bị phát hiện mục tiêu gồm radar và cảm biến quang học, máy phát laser kết hợp nhiều chùm tia thành một và một bệ phóng laser. Chỉ cần hệ thống được cắm điện, vũ khí có thể thực hiện các cuộc tấn công chính xác khi phát hiện ra mục tiêu. DAPA cho biết một lần bắn tia laser dự kiến có giá khoảng 2.000 won, tương đương 37.000 đồng. Tuy nhiên, ông So Jong-suk cũng thừa nhận những hạn chế cố hữu của hệ thống laser này bao gồm việc giảm hiệu suất trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt cũng như chỉ có khả năng bắn một chùm tia tại một thời điểm. Do đó, không phù hợp để đối phó với những tình huống nhiều thiết bị bay không người lái cùng triển khai. Nhà nghiên cứu này cũng cho biết DAPA đang tiến hành chế tạo một loại vũ khí laser mới có công suất 100 kW để đánh chặn tên lửa, đạn pháo và súng cối. Hồi đầu tháng 7, DAPA tuyên bố Hàn Quốc sẽ sản xuất hàng loạt hệ thống laser để triển khai ngay trong năm nay. Sau đó, Hàn Quốc sẽ tham gia vào một nhóm nhỏ các quốc gia đang thúc đẩy vận hành vũ khí laser, trong đó có Mỹ, Israel và Anh. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong cuộc họp thường niên của Ủy ban chống vũ khí hủy diệt hàng loạt WMD diễn ra tại thủ đô Seoul vừa qua, các quan chức quốc phòng của nước này và Mỹ đã nhất trí tăng cường năng lực ứng phó chung trước các mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân chiến thuật và vũ khí hủy diệt hàng loạt. Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ trì của Cục trưởng Cục Hoạch định Chính sách thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Jun Bong hee và Phó trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về Chính sách Hạt nhân và chống WMD của Mỹ Richard C. Johnson. Theo hãng tin Yonhap, tại cuộc họp, quan chức quốc phòng hai nước cho rằng việc phổ biến WMD trong khu vực sẽ cản trở hòa bình và sự ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đồng thời cam kết hợp tác chống phổ biến WMD hai bên nhất trí tăng cường chia sẻ thông tin và nâng cao chuyên môn của các đơn vị liên quan thông qua chương trình giảm bớt đe dọa qua hợp tác ctr một chương trình an ninh của mỹ nhằm tăng cường năng lực của các đồng minh chống lại các mối đe dọa từ wmd giới chức hai bên cũng thảo luận về nhu cầu hợp tác trong trường hợp xảy ra các vụ tấn công bằng vũ khí hạt nhân và wmd việc mở rộng trao đổi và hợp tác giữa các đơn vị liên quan hai bên đánh giá cuộc diễn tập bàn tròn song phương đầu năm nay đã giúp tăng cường năng lực ứng phó của hai nước đối với các mối đe dọa từ vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân. Hàng năm, Ủy ban chống WMD tổ chức họp theo hình thức luân phiên tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc và Washington của Mỹ. Trong khi đó, giáo sư Joejiro Sato, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Đại học Ritsumeikan Châu Á Thái Bình Dương ở Nhật Bản cho biết, quan hệ đối tác quốc phòng Mỹ Hàn đã trải qua giai đoạn chuyển đổi lớn vào đầu những năm 2000. Quân đội Mỹ ở Hàn Quốc đã được mở rộng sự linh hoạt hơn về mục đích và địa điểm triển khai, không còn chỉ giới hạn ở việc bảo vệ lãnh thổ Hàn Quốc. Quân đội Hàn Quốc cũng đã đến Afghanistan trong cuộc xung đột do Mỹ phát động. Ngoài ra, vào hồi tháng 3 năm nay, Mỹ và Hàn Quốc hy vọng trong thời gian sớm nhất, thậm chí là còn có thể trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới, sẽ ký kết được thỏa thuận mới về đóng góp tài chính của Seoul cho Washington tiếp tục đồn trú quân đội trên lãnh thổ Hàn Quốc việc đạt thỏa thuận mới là cần thiết với hai nước vì thỏa thuận hiện tại sẽ hết hiệu lực vào năm 2025. Tờ Wall Street Journal mới đây đưa tin, ông Paul Dance, thành viên của Viện Chính sách Heritage Foundation, đồng thời là giám đốc dự án 2025, đã thông báo cho nhân viên trong nhóm về quyết định từ chức. Ông Dance viết trong thư gửi các nhân viên, công việc của chúng ta đang đi đến hồi kết và tôi dự định rời Heritage Foundation vào cuối tháng 8. Các cố vấn cấp cao trong chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump, bà Susie Wallace và ông Chris Lacivita bày tỏ hoan nghênh trước thông tin này. Dự án 2025, Project 2025, được mong đợi sẽ định hình hướng đi nếu Đảng Cộng hòa giành lại được Nhà Trắng. Theo đó, các kế hoạch của dự án 2025 nhằm định hình lại hoàn toàn chính quyền liên bang và cuộc sống của người Mỹ, vạch ra sự mở rộng đáng kể quyền lực của tổng thống, bao gồm việc sa thải tới 50.000 nhân viên chính phủ. Để thay thế họ bằng những người trung thành với ông Trump nếu ông đắc cử. Ông Das và nhóm của mình trong dự án 2025 thậm chí còn soạn sẵn các sắc lệnh mà ông Trump có thể ký ngay sau khi nhậm chức. Cùng từ ông Trump và chính quyền ông Trump được nhắc đến hàng trăm lần trong tài liệu này. Theo điều tra của truyền thông Mỹ, gần 240 người có liên hệ với ông Trump đã tham gia biên soạn tài liệu, trong đó có sáu cựu bộ trưởng và hàng chục nhân viên nhà trắng dưới thời ông Trump. Tuy nhiên, các đề xuất chính sách trong dự án 2025 đã bị Đảng dân chủ công kích coi đây là những sáng kiến cực đoan và nguy hiểm, như giải thể Bộ Thương mại và Bộ Giáo dục Mỹ, hạn chế tiếp cận thuốc phá thai, loại bỏ các biện pháp bảo vệ khí hậu. Sau khi tài liệu bị chỉ trích dữ dội, dự án 2025 đã bị chính ông Trump và các trợ lý của ông quay lưng. Bà Wallace gần đây đã gọi điện cho các thành viên Heritage Foundation yêu cầu hạ thấp vai trò của dự án 2025. Ông LaSivita cũng tỏ thái độ không hài lòng với nhóm này và gọi họ là nỗi phiền toái. Còn ông Trump gọi một số ý tưởng của dự án này là lỗ bịch và tệ hại ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa cố gắng giữ bản thân không liên quan đến dự án, đồng thời khẳng định ông không biết ai đứng đằng sau nó. Trong một thông cáo, hai quan chức chiến dịch của ông Trump cho biết, đội ngũ của ông trong một năm qua đã rất rõ ràng rằng dự án 2025 không liên quan gì đến chiến dịch, không đại diện cho chiến dịch và không nên được liên hệ với chiến dịch tranh cử theo bất kỳ cách nào. Một phát ngôn viên của Heritage Foundation cho biết, phần việc hiện tại của dự án vẫn sẽ được tiếp tục dù giám đốc Dance rời đi, bao gồm một cuộc tìm kiếm nhân sự toàn quốc nhằm lấp đầy chính quyền ông Trump bằng những người bảo thủ trung thành. Chủ tịch Heritage Foundation Kevin Roberts sẽ tiếp quản hoạt động của dự án 2025. Ông Roberts nói vô cùng biết ơn sự đóng góp của ông Dance và mọi người trong dự án 2025, cũng như nỗ lực tận tụy cứu nước Mỹ của họ. Ông Roberts nói, những nỗ lực chung của chúng ta nhằm xây dựng bộ máy nhân sự cho các nhà hoạch định chính sách mọi cấp, liên bang, bang và địa phương vẫn tiếp tục. Ngày 30 tháng 7, quyền giám đốc cơ quan mật vụ Mỹ Ronald Rowe cho biết đội an ninh bảo vệ cựu Tổng thống Trump đã không biết có tay súng nằm trên mái nhà cho đến khi phát ra tiếng súng. Tại phiên điều trần trước một ủy ban chung của Thượng viện Mỹ, ông Rowe thừa nhận cả đội chống bắn tỉa của cơ quan mật vụ cũng như các thành viên trong đội an ninh của cựu Tổng thống đều không biết rằng có một người đàn ông được trang bị súng trên mái nhà. Theo các quan chức tại Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, lực lượng thực thi pháp luật địa phương được giao nhiệm vụ theo dõi các mái nhà trong khu vực lân cận, đã xác định tay súng Thomas Matthew Crooks là một người đáng ngờ khoảng 90 phút trước khi vụ tấn công xảy ra hôm 13 tháng 7 tại một cuộc vận động tranh cử của ông Trump ở thành phố Butler, bang Pennsylvania. Theo ông Rowe, sự cố liên lạc giữa lực lượng thực thi pháp luật địa phương và cơ quan mật vụ đã thất bại. Đồng thời, ông cho biết cơ quan này đã gặp khó khăn về mặt kỹ thuật khi chức năng chống máy bay không người lái đã không hoạt động vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Theo FBI, Crooks đã điều khiển một máy bay không người lái gần địa điểm biểu tình trong 11 phút, khoảng 2 giờ trước vụ tấn công. Quyền giám đốc Rowe bày tỏ lấy làm xấu hổ về những sơ suất an ninh và không thể biện hộ tại sao mái nhà nơi Crooks nổ súng đã không được bảo vệ tốt hơn. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện Mỹ nhấn mạnh nếu một vụ việc tương tự xảy ra trong quân đội, rất nhiều người sẽ bị sa thải bởi nếu họ không bị sa thải, cả hệ thống sẽ lại thất bại một lần nữa. Đáp lại, ông Rowe cho biết suốt những ngày qua ông đã mất ngủ và khẳng định sẽ không bị những lời hối thúc của quốc hội mà vội vã đưa ra quyết định. Ông cũng trấn an các nghị sĩ rằng sẽ có người phải chịu trách nhiệm cho vụ việc. Phát biểu tại phiên điều trần của Ủy ban, Phó Giám đốc FBI Paul Abed thừa nhận các nhà chức trách vẫn chưa xác định được động cơ gây án. Tuy nhiên, ông cho biết đã xác định được một tài khoản mạng xã hội được cho là có liên quan đến Groups trong đó tìm thấy nhiều bình luận liên quan đến chủ đề bài do thái, bài nhập cư, ủng hộ bạo lực chính trị và cực đoan. Giám đốc cơ quan mật vụ Kimberly Chiro đã từ chức vào tuần trước sau khi thừa nhận rằng cơ quan này đã thất bại trong nhiệm vụ ngăn chặn vụ ám sát hụt ông Trump. Việc tổng thống Biden đột ngột rút khỏi cuộc đua giành chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ mới và việc chuyển giao quyền đề cử cho phó tổng thống Kamala Harris đã mang lại cho chiến dịch một luồng sinh khí mới, vượt quá mong đợi theo nhiều cách và tạo ra những thách thức mới. Một trong số đó là ngay cả Đảng Dân chủ Tự do cũng không chắc chắn liệu cử tri có sẵn sàng bầu một phụ nữ làm tổng thống Mỹ lần đầu tiên hay không. Nhóm đáng lo ngại nhất là những cử tri da trắng trung dung, đặc biệt là nam giới. Ole Papliuk, một nhà báo của Pravda châu Âu bình luận, bà Kamala Harris cần giải quyết những vấn đề này với sự giúp đỡ của một phó tổng thống cân bằng nhận thức của bà trong nhóm cử tri này. Cả hai ứng cử viên sẽ đều cùng thực hiện chiến dịch tranh cử và ưu điểm chính là người bạn đồng hành trong chiến dịch này có thể được ưa chuộng hơn ở một số quận, tiểu bang hoặc nhóm nhân khẩu học nào đó so với ứng cử viên chính, giúp đạt được thành công trong chiến dịch tranh cử, trong khi ứng cử viên tổng thống có thể thất bại hoặc đạt kết quả tệ hơn. Do đó, sự lựa chọn đúng đắn của phó tổng thống có thể thay đổi hoàn toàn cục diện cuộc bầu cử. Người bạn đồng hành của bà Harris chắc chắn phải là một người đàn ông da trắng và tất cả những người tham gia được chọn vào danh sách rút gọn cho vị trí phó tổng thống của Đảng Dân chủ đều phù hợp với mô tả này và gần như chắc chắn sẽ là một ứng cử viên từ một trong những tiểu bang quan trọng nơi kết quả bầu cử thường quyết định số phận của cuộc đua. Tờ Miami Herald cho biết, theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất do ABC News, Ipsos tiến hành, ông McKinley, một thượng nghị sĩ mới vào nghề và là cựu phi hành gia có tỷ lệ ủng hộ dòng là 10 điểm. 22% số người được hỏi cho hay, ông Kelly có triển vọng làm phó tướng cho bà Harris. 12% cho là không thích hợp. Ngoài ra, 24% số người tham gia thăm dò không có ý kiến gì và 41% nó không biết gì về ông Kelly cuộc thăm dò được tiến hành trong những ngày gần đây với 1.200 người Mỹ trưởng thành và biên độ sai số là 3 điểm phần trăm. Tám đảng viên dân chủ khác cũng được nêu tên trong cuộc thăm dò, song tất cả đều có tỷ lệ ủng hộ dòng thấp hơn nghị sĩ Kelly ít nhất 6 điểm. Thống đốc Kentucky, Andy Beshear, thống đốc Pennsylvania, Josh Shapiro và bộ trưởng giao thông Peter Buttigieg đều đồng hạng nhì với tỷ lệ ủng hộ dòng là 4 điểm. Thống đốc Michigan, Gretchen Whitmer, thống đốc North Carolina, Roy Cooper và thống đốc Minnesota Tim Walz đều đạt tỷ lệ ủng hộ dòng là một điểm âm. Thống đốc Illinois j .B. Pritzker và thống đốc California Gavin Newsom có tỷ lệ ủng hộ chung thấp nhất, lần lượt nhận được tỷ lệ ủng hộ dòng là 5 điểm âm và 12 điểm âm. Hầu hết các ứng cử viên phó tướng của bà Kamala Harris, ngoại trưởng Buttigieg và ông Newsom đều không được nhiều người biết đến. Nếu chỉ tính theo mức độ ủng hộ thì Bộ trưởng Giao thông Buttigieg đạt điểm cao nhất với 20% số người được hỏi ủng hộ ông. Tất nhiên, ngay cả sự tồn tại của danh sách ứng cử viên rút gọn như vậy cũng không có nghĩa là ứng cử viên tổng thống tương lai của Đảng Dân chủ nhất thiết phải là một trong những người được liệt kê ở trên. Nhưng nhiều khả năng, người đứng thứ hai trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Đảng Dân chủ sẽ là một người đàn đông da trắng có quan điểm ôn hòa. Ở một diễn biến liên quan tới cuộc tranh cử, đội ngũ của phó tổng thống Mỹ cho hay bà Harris sẽ xuất trình đi vận động tranh cử ở 7 bang chiến trường vào tuần tới. Điểm đầu tiên là thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Theo đó, bà Harris sẽ đi vận động tranh cử cùng phó tướng liên danh ở loạt bang chiến trường. Sau Philadelphia, cả hai sẽ tới phía tây bang Wisconsin. Tiếp theo là thành phố Detroit, bang Michigan, và thành phố Raleigh, bang North Carolina. Vào cuối tuần sau, cả hai sẽ tới thành phố Savannah, bang Georgia và thành phố Phoenix, bang Arizona, và cuối cùng là thành phố Las Vegas, bang Nevada. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình điểm nóng thế giới trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử vtc news cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại